Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay Lê Minh chia sẻ với anh chị, các bạn về vấn đề mà kỳ thị chủng tộc ở bên Mỹ. Thì vấn đề mà kỳ thị chủng tộc bên Mỹ, nó là một cái chuyện muôn thuở, anh chị, các bạn. Đối với tôi thì nó không có gì lạ cả. Tại vì người Việt của mình qua bên Mỹ sống rồi, nhiều khi đại đa số người Việt đó, họ họ thần tượng nước Mỹ quá. Họ cho rằng nước Mỹ là một cái đất nước tự do, thế này thế nọ, và họ đến đó họ sống thì họ xem nước Mỹ giống như cái quê hương của họ đấy, và họ có thể lập làng, lập thành phố hay là đổi tên đường, thì họ nghĩ rằng họ đã giống như là thành đạt, thành công ở trên một cái xứ Mỹ. Đối với tôi, mấy cái chuyện đó nó chỉ là một cái sự bình thường khi mà cái người Việt mình họ họ sống riêng lẻ đó, họ rất là yếu, họ rất là yếu thế, cho nên họ phải tập trung vào trong những cái cộng đồng người Việt để họ nương tựa với nhau, để họ chia sẻ về những cái tính văn hóa, nguồn gốc của họ. Cho nên họ cứ sống trong một cái vùng, tôi nói giống như là cái tiểu bang Texas với tiểu bang California, nó có hai cái thị trấn mà người Việt ở đông nhất. Thì các bạn thấy những cái khu người Việt đó thì họ sống trong đó, họ tự cung tự cầu và tự cấp đấy. Nhưng mà đối với họ, người Mỹ đó, họ họ chẳng bao giờ họ màng hay để ý gì tới. Nhưng mà khi mà những cái người nhóm người Việt mà họ họ đụng chạm tới vấn đề mà những cái vấn đề mà chính trị hay là những cái vấn đề mà xã hội của Mỹ đó, thì người Mỹ họ mới ra mặt. Tại vì tôi sống bên Mỹ, tôi nhìn, tôi sống với tụi Mỹ, tôi thấy nó cái sự mà kỳ thị của nó ngày xưa đó, nó làm thinh, nó im lặng, nó không có thích, nó cũng không nói nữa. Mình biết với nó, mình tôi làm việc với nó, mình biết. Tại vì các bạn biết hồi đó tôi làm việc nó, khi người Việt Nam mình qua bên Mỹ đó, mà trong cái cộng đồng người Việt á, họ bắn giết trộm cướp đủ thứ chân. Tụi Mỹ nó xem tin tức, nó thấy cái tụi bay, chuyện của tụi bay chết lắm chịu, tụi bay sang đất nước của tao tụi bay sống mà. Mà khi mà người Việt của mình mà đụng vô quyền lợi của cái người, nhất là tụi da trắng, cái dân bản xứ đó, nó ra mặt liền. Các bạn thấy những cái chuyện mà tôi thấy hồi tôi ở Arizona cũng vậy, có một thanh niên nó đi trên con đường cao tốc mà nó bực mình khi cái người phụ nữ da trắng này đang mang thai đợi. Xe nó kẹt đó, bức xúc mà lấy súng ra bắn một người Mỹ trắng. Khi mà bị chết, nó ngược và tới Cali nó bắt, nó được tới nó bắt, nó mần thịt là khi làm, tôi làm chung tụi Mỹ nó sao, bắt đầu cái nó lộ cái bộ mặt ra. Mấy bạn làm chung nó, ồ tụi Việt Nam tụi mày qua bên đây sống, nó nói trong đầu trong cổ mình vậy. Thì mình làm việc với nó mà nó kệ, mình nhịn nó để đặng mà mình làm ăn thôi. Cái tụi Mỹ nó ngầm, nó ghìm trong trong nó không có ra mặt về vấn đề kỳ thị ngày xưa đó. Thì bây giờ, tại vì các bạn thấy người châu Á càng lúc càng đông lên rồi, vấn đề tình hình chính trị bất ổn nữa, gần đây cái vấn đề mà Trung Quốc nó xảy ra mà về thương mại nè, và những cái quyền lợi mà dân Mỹ nó bị mất. Khi mà dân Mỹ nó bị mất quá nhiều công ăn việc làm của nó, hàng triệu công ăn việc làm của nó, cái thời vàng son của nó bây giờ nó không còn nữa. Bởi vì công ăn việc làm của nó, khi mà người nó cho là người Trung Quốc thật sự mình nó là như vậy, cái nước Trung Quốc nó lấy hàng triệu công ăn việc làm đó. Thì vấn đề mà bất ổn chính trị xã hội thì sẵn đây cơ hội nó đem ra, bắt đầu nó đập dân châu Á. Bây giờ dân châu Á ở Mỹ, tôi nói gì các bạn, đi ra là phải ngó trước ngó sau. Thì đối với tôi thì chẳng có gì mà lạ cả, chỉ có những người Việt của mình, tại vì khi họ đến đất nước người ta, họ sống, họ xem cái nước Mỹ giống như tôi nói nhiều khi hơi quá đáng, giống như của ông bà tổ tiên họ để lại. Bây giờ họ qua đó là họ mua nhà mua cửa thì là của tao, cái gì cũng của tao. Ngày xưa mà đụng tới nước Mỹ á, mấy thành phần mà họ họ thích nước Mỹ á, họ
Tôi mà đụng tới nước Mỹ cái nó ghét kinh khủng. Tôi chỉ nói một cái câu mà ông Trump còn không dám đụng cộng lưng cộng lông chân của tao, mà các bạn biết nó in ra, nó đem lên cảnh sát, nó tố tôi, nó nói tôi là chống Mỹ này kia. Tôi nói thật, mà nói hồi lúc đó nó dọa, nó làm tôi thấy nó nhục nhã, đưa cho mấy thằng Mỹ, nó cảnh sát nó in ra, nó Hằng Lợi Minh lên trên Facebook chửi tổng thống. Các bạn thấy nó làm những cái chuyện rất là rùi bu, tại vì nó tin tưởng vào cái hệ thống chính trị của Mỹ, cái mô hình xã hội của Mỹ, và nó xem rằng nó nghĩ rằng Mỹ sẽ binh vực cho nó. Không có đâu, tôi nói chỉ các bạn biết Mỹ những cái dân thiểu số như cái người châu Á, cái người Việt của mình lúc nào mình cũng bị lép vế, đi làm trong hãng xưởng cũng vậy. Chỉ ngoại trừ cái người nào mà giỏi, mà họ ở Mỹ mà họ quá giỏi đi thì nó mà ăn hiếp không được thì thôi, còn mà đại đa số cái dân người Việt của mình đi ra mà ở những khu mà của người Mỹ mà mình mà dưới cơ nó hả, nó ăn hiếp ghê lắm. Tôi nói chị các bạn biết hiện ngay cả cái khu vực mà tôi đang sống ở bên Mỹ cũng vậy, tụi nó cái gia đình mà nó bán cho tôi miếng đất ngày xưa vậy, lúc mà nó kẹt tiền mình lại mình mua nó năn nỉ. Mình mua xong rồi các bạn biết về mình xây dựng lên nhà cửa hoành tráng hơn, nó bắt đầu nó quay qua nó ganh tị, chứ không phải giỡn đâu. Cái chỗ nhà tôi ở họ, tôi gọi cảnh sát không biết bao nhiêu lần, tại vì khi mình đi ngang có con đường chung, nó là đường nội bộ mà nó hít nó hé, có lần tôi đánh lộn với nó luôn. Tôi đánh lộn với nó mà các bạn biết cảnh sát lại nó cầm tôi, nó bỏ một xe bắt phạt mấy ngàn đồng á. Tại vì tôi đâu có, tụi nó cũng bênh vực nhau à, tôi nói chỉ các bạn biết. Cho nên sống ở Mỹ mình hồn ai nó giữ, nhà của mình thì mình chơi bạn bè rồi tới chơi rồi đi đâu thì đi đi rồi về rồi. Còn mà qua Mỹ mà lúc nào cũng giống như nước Mỹ của tao, đụng tới nước Mỹ cái là nhảy đẳng lên. Tôi nói chỉ các bạn, cái người Việt của mình họ bị sao vậy đó. Tôi nói thật á, hồi nào thì tôi chơi với Mỹ sòng phẳng nè, tôi làm ăn với tụi nó vậy tôi sòng phẳng. Thành ra cái chuyện mà bây giờ nó bùng nổ ra, nó sẵn cái cơ hội mà bất ổn chính trị nè, kinh tế nước Mỹ bây giờ khó khăn, nó cũng là do hàng Trung Quốc, dân Mỹ bây giờ nó đổ trên đầu trên cổ. Chứ những cái người châu Á thì nó mất công ăn việc làm nè, rồi bây giờ nó phải đóng xu cao thế nặng vì ai, bởi vì nó bị thằng Trung Quốc thao túng cái nền kinh tế của nó lạm phát, nó cũng bị thằng Trung Quốc thao túng. Các bạn thấy bây giờ cái gì ở Mỹ cũng made in China hết, ngày xưa trong quốc nội nó còn sản xuất được đồ ra, dân Mỹ nó còn có công ăn việc làm, những cái công ăn việc làm rất là tốt, về bên ngành sản xuất cũng vậy. Các bạn biết ngày xưa cái thời của tôi á, là chỉ học hết trung học thôi là đi ra có thể kiếm được đồng tiền mà mưu sinh. Mấy cái đứa mà học sinh mà nó học hết trung học á, bây giờ học ra tới đại học rồi mà nó kiếm công ăn việc làm còn khó, kiếm được những công việc tốt rất là khó, tại vì nó đưa những cái mà về lĩnh vực sản xuất chuyên môn rồi nó bị Trung Quốc thao túng lấy hết trơn rồi. Mấy người tài phiệt tư bản nó đâu có quan tâm đâu, miễn sao là tiền vô túi nó được rồi, nó đem qua Trung Quốc nó sản xuất bên đó, nó đem nó bán về cho dân Mỹ. Dân Mỹ bây giờ phải làm vất vả chật vật thì các bạn thấy. Còn khi cái người mà châu Á tới tới Mỹ đó, họ làm đầu tắt mặt tối, nhưng mà họ dành dụm tiền bạc và cuộc sống của họ đó, nó có nó nếu mình cho về vật chất á, người châu Á ở bên Mỹ á, nó sống bề ngoài nhiều, đứa phần nhiều họ cố gắng làm sao họ mua được cái nhà cái xe để cho bằng người này bằng người kia. Còn tụi Mỹ nó sống cả đời nó trên đất Mỹ, các bạn biết có nhiều đứa đó, nó không có xe không có nhà, nó ở thì nhà thuê nhà mướn, xe thì cả đuổi. Cho nên cái vấn đề mà hiện nay mà kỳ thị nó nổi ra thì mấy cái tụi mà dân da màu khác nó tấn công dân châu Á, đối với tôi cái đó là chuyện bình thường, tại vì tôi đã nhìn thấy nó từ lâu rồi. Mà ngày xưa mình nói đó, thì bị chửi, bị mấy cái đám kia nó dí, hay là người khác họ nói rằng tôi nó xấu nước Mỹ, thì bây giờ tôi nói chị các bạn,
nó chỉ là mới bước vào một cái màn kịch, nó mới vừa mới vén màn ra thôi, còn nhiều vất vả lắm chứ không phải giỡn đâu. Thì ít ra cũng là một bài học cho những người Việt Nam khi mà họ sống tha hương cầu thực, họ đến đất nước người ta, thì tôi nói chị bạn, họ xem Mỹ giống như là một cái mà quốc gia của họ vậy. Thì bây giờ nó lộ ra hết những cái sự thật về vấn đề mà kỳ thị chủng tộc ở Mỹ. Thằng Mỹ mà các bạn anh chị tôi sống với nó gọi là majority versus minority. Cái người da trắng á, lúc nào tụi nó cũng là majority, nó vẫn là cái dân đại đa số của nước Mỹ, rồi sau đó mới tới thằng đen, rồi tới thằng Mexico hay thằng Nam Mỹ. Dân châu Á mỗi lần mà ở bên Mỹ, tôi nói chuyện với bạn, nó có những cái biến động á về những cái vấn đề mà kỳ thị chủng tộc đó. Ngày xưa cái vụ án của thằng O.J. Simpson cũng vậy, nó lợi dụng nó xuống nó đập cái Los Angeles, nó đập tan nát những cái khu vực của dân mà châu Á, dân Nam Hàn, dân Việt Nam rồi dân Trung Quốc đồ, nó đập tơ cửa hàng chợ búa nhà cửa, nó đập nó đốt phèn ơi tới bời luôn, một thời khói lửa chứ không phải là giỡn đâu. Còn bây giờ thì nó lại tiếp tục, nó bắt đầu mạnh hơn ngày xưa nữa, nó lại xảy ra không những trên nước Mỹ mà hiện nay ngay cả Anh, Đức và những cái quốc gia mà có người châu Á sống đông đó. Thành ra đối với tôi thì cái vấn đề này, cái người Việt của mình ở bên đất Mỹ sẽ còn vất vả chặt bề khi mà sống trong cái cộng đồng hay sống trên một cái đất nước của người ta đó, mà mình bị cô lập hay là mình bị cái dân địa phương nó ghét mình rồi đó. Tôi nói chị Hoàng, rất là khó sống với nó. Nhà tôi bên ở bên đó tôi biết mà, nhiều khi đi cái con đường mà kỳ đó, tôi nói tôi đánh lộn với thằng Mỹ ra tòa xong rồi là ông tổ nó mốt mày đừng đi đường đó nữa, đi đường khác đi để không có phải đụng chạm với tụi nó nữa. Thì cuối cùng tôi phải đi con đường khác, mình chọn con đường khác mình đi các bạn, tại vì có một mình thôi, thì miễn sao mình yên ổn, mình sống, mình làm ăn, mình kiếm tiền là được rồi, mình đem về quê hương mình, chứ đừng có ngồi đó mà trông chờ nước Mỹ. Tôi nói chị các bạn, nó không có đơn giản vậy đâu. Thằng Mỹ nó mặt trái của nó vô cùng phức tạp, tôi đã nhìn thấy nó từ lâu rồi, sau cái biến cố 911 và những cái kinh tế Mỹ nó rớt năm 2008 rồi cho đến những ngày chính trị của nó bất ổn rồi, nó không phải đơn giản đâu chị các bạn. Thì cũng có một số những người Mỹ họ rất là tốt chứ không phải là không, nhưng mà hiếm. Tôi nói chị bạn, kiếm được những người Mỹ mà họ có một cái tấm lòng mà họ sống giống như hòa đồng với mọi dân tộc á, hiếm, cũng có nhưng ít, không nhiều. Đại đa số tụi nó kỳ thị lắm. Mà đó tôi làm từ Mỹ, tôi nói mày qua bên đất nước của tao, mày dành công ăn việc làm của tụi tao, rồi tụi tao phải đi vô chợ xếp hàng dài, đi vô bưu điện phải chờ lâu, này nó đổ lỗi cho cái dân tộc thiểu số đến cướp công ăn việc làm của nó. Nó ganh tị lắm chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên cái chuyện mà kỳ thị hiện nay nó xảy ra, tôi nói chị các bạn, đâu cũng là một bài học cho cái người Việt của mình, họ sáng mắt ra để rằng họ bớt đi cái sự ảo tưởng khi mình sống ở đất nước người ta. Mình đừng có coi như giống như là cái quê hương hay là cái của tổ tiên mình để lại. Dù sao quê hương quê nhà của mình cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên. Những cái bài học tôi nói chị bằng, trong lịch sử Mỹ nó cũng đã từng xảy ra những cái chuyện như là năm xưa khi mà người Nhật đó, khi mà Mỹ nó có biến động về vấn đề mà chiến tranh, cái trận đánh mà Trân Châu Cảng cũng vậy, người Nhật Mỹ nó nghi ngờ người Nhật tiếp tay với lại chính phủ Nhật, nó lùa dân Nhật vô trại tập trung, các bạn biết hàng triệu người vô trong đó khốn khổ biết là bao nhiêu. Sau cái vụ biến cố 911 cũng vậy, là bắt đầu nó lập ra một cái bộ an ninh quốc gia là giám sát những cái dân mà da màu, dân thiểu số khác, để đặng mà về an ninh của nó sửa luật liền, nó tìm cách nó sửa luật để đặng mà nó bảo vệ cái
cái nước Mỹ của cái người da trắng mà nó đã lập ra. Các bạn thấy ngay cả bản tuyên ngôn độc lập mà ông George Washington ông đọc nghe rất là hào hùng đúng không? Mọi người có quyền bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà nó ông đọc cái đó cho ai? Cho dân da trắng. Mấy thằng mà trắng cộng, mấy thằng cờ vàng rồi thì nó mê lắm, nó nói ô nước Mỹ của tao mọi người đều bình đẳng rồi, opportunity rồi, cơ hội rồi này kia rồi. Ôi, nhưng đọc cho ai mà các bạn thấy không, thời đó sao dân da màu, dân da đen thì làm nô lệ, còn dân mà châu Á đó, người Tàu đó, thì phải đi làm đường rầy, đi làm đường rầy xe lửa đó, làm những công việc làm chết mẹ luôn để làm mới khó mà ăn, mới có được cái chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Mà trong khi đó cái bản tuyên ngôn độc lập đọc rất là hoành tráng, sau này những cái đời tổng thống khác nó sửa lại một chút để đặng mà nó làm ăn với cộng đồng quốc tế, cộng đồng thế giới. Các bạn thấy Mỹ nó ghê gớm lắm, chứ nó không phải là mình bình thường đâu. Sống bên đó cứ liệu cơm mà gấp mắm, ngồi đó mà cuồng nó, mà ôm nó, cứ là nước Mỹ của tao, nước đừng có nói xấu nước Mỹ. Mỗi lần mà tôi chia sẻ những cái gì mà tốt về Việt Nam, sự phát triển của Việt Nam, mấy cái thằng mà Mỹ vàng Việt Nam mình chống phá đất nước, chàng là ơi, nó lên nó xiên tạc, nó chửi bới quê hương mà tôi thấy ớn chả đậu. Bởi vì các bạn thấy ở trong nước, hỏi chứ tự nhiên đi qua nước người ta đem vua Hùng qua tới bên Mỹ các bạn thấy mình nhìn thấy nó nhục nhã mà nó quê chứ mẹ. Thằng Mỹ nó đi ngang qua nó cũng lắc đầu, nó nói cái dân này tôi nói hơi quá đáng, giống như cái dân mọi rợ gì quốc gia của mày tốt bên kia đem qua xứ người ta rồi lập làng thì không nói gì đi, mình ở xứ người ta thì người Trung Quốc họ qua bên Mỹ họ lập làng Chinatown xíu gì, cái đó chuyện bình thường thôi. Mà còn mình qua đó đem cả vua Hùng rồi đem những cái chuyện trong quá khứ chiến tranh ra rồi dựng lên, rồi sách cờ đi, rồi diễn hành làm mấy cái chuyện tào lao, các bạn thấy nhìn nó nhục mà nó xấu hổ cả một cái dân tộc, chứ không phải là xấu hổ cho những người chống cộng không. Các bạn nhìn vào tụi Mỹ nó nhiều khi nó hỏi tôi, nó nói cái người gì của mày ngộ quá ha. Ngay cả cái thời kỳ mà nó chống đối ông Trần Trường cũng vậy. Lúc đó tôi làm tụi Mỹ nó nói cái dân Việt Nam của mày, cái dân chiến tranh nó qua rồi mà sao tụi bay vẫn cứ hù thù thằng rồi làm mấy cái chuyện mà nó không giống ai, rất là xấu hổ. Tôi nói chị các bạn biết, thì bây giờ cái bài học hôm nay nó xảy ra cho những người mà gọi là họ cuồng Mỹ, họ coi nước Mỹ như là cái gì mà đâu nó khủng khiếp lắm, mình không diễn tả ra hết lời, bởi vì nó lấy làm đáng tiếc anh chị các bạn. Thành ra chuyện kỳ thị hôm nay, một số anh chị các bạn trong nước mình bắt đầu thấy được cái bản chất thực của nước Mỹ, và những cái người mà họ chống phá xuyên tạc đất nước đó bắt đầu họ đang ê càng rồi. Các bạn thấy như tụi thằng Benny Trương, tụi thằng Tân Thái, thằng Lý Sở Phạm, rồi mấy cái tổ chức chống cộng thôi, nó ngồi nó im nó câm mồm, nó còn thua một con chó. Tôi nói gì các bạn nhìn đi, có đứa nào dám đi xuống đường mà cầm cờ vàng rồi xuống diễn hành, kéo cả xe buýt này xe buýt nọ đi rồi xuống Washington rồi phản đối không? Đéo dám. Bây giờ mà dám cầm cờ vàng mà như lúc trước mà đi mà ngảo ngến ở ngoài những cái vùng mà tụi nó sống đâu, đi ra đặng nó càng gây cái sự phẫn nộ cho cái tụi mà dân bản xứ. Tôi nói dân bản xứ đây không những thằng trắng, thằng đen, mà thằng Mexico nữa, thằng Nam Mỹ nữa, ngay cả thằng Nam Mỹ nó có nhiều sắc dân trong đó nữa, chứ không phải nó bây giờ nó ghét, nó đang ghét thằng Trung Quốc nữa. Bây giờ nó mấy cái đám mà xuyên tạc chống phá Việt Nam đó, nó ra nó làm chuyện tào lao, xách cờ nó chạy vòng vòng, phải là cờ của mình mà nó có chính nghĩa đó thì không nói gì. Mà đằng này cái lá cờ đó nó không còn nữa, nó không còn tồn tại nữa. Một cái lá cờ mà người ta đã giải thể, ông Dương Văn Minh đã giải thể chấm dứt một cái thể chế đó rồi, mà cứ ngồi đó bám víu nâng niu trường học
mà người ta treo cờ Việt Nam, bởi vì trong tinh thần mà ngoại giao đó, ôi thôi nó vô đó nó biểu tình, nó chống đối, nó làm ghê lắm, nó bây giờ ra đó mà chống đi, các bạn thấy. Bởi tôi nói cái thứ khôn nhà dạy chợ, khô gạch áo ôm, và nó như vậy đó, thì cái gì nó cũng có cái hậu quả của nó. Thôi thì là mình like ở đây, xin chào anh chị và các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.